A Mi Đà Phật, thầy cho con hỏi là mẹ con mấy năm nay rất hay mơ thấy người âm, có thể nhìn rõ hình dáng và biết đó là ai. Vậy cho con hỏi mẹ con bị làm sao và có thể có cách chữa như thế nào không ạ? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Thường mơ thấy người âm mà biết rõ người âm đó là ai, như vậy là có vấn đề. Hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trường hợp do oan gia trái chủ họ đến để đòi nợ. Hai là như trong Kinh Địa Tạng nói là những người có nhân duyên với mình ở đời trước kiếp trước, thậm chí đời này kiếp này, nhưng họ đang bị khổ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ mong người thân đến cứu giúp, cho nên họ, cái tâm của họ mong cầu mình đến giúp, cho nên họ tác động qua mình, và mình cũng có cái duyên đặc biệt với họ, cho nên mình nhìn thấy, thường mơ thấy họ. Và cái trường hợp này có cách chữa trị không? Cả hai trường hợp do oan gia trái chủ đời trước hoặc do người có duyên với mình mong mình giúp đều có thể dùng bằng một cách này. Một cách đó là gì? Đọc tụng Kinh Địa Tạng. Nhất tâm phát nguyện đọc tụng Kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để hồi hướng cho họ. Nếu mà nhất tâm đọc tụng ăn chay trường, mỗi ngày đọc được 3 thời, thầy đảm bảo là 21 ngày tất cả những cái cảnh đó không hiện lên nữa. Bạn này về nên khuyên mẹ bạn nên đọc Kinh Địa Tạng. Ăn chay trường 21 ngày, mỗi ngày đọc 3 thời, sáng, chiều và tối. Mỗi thời đọc một quyển. Thời buổi sáng đọc quyển thường, thời buổi chiều đọc quyển chung, thời buổi tối đọc quyển hạ. Buổi sáng từ khoảng 4-5 giờ sáng, buổi chiều khoảng cũng là 4-5 giờ chiều, buổi tối khoảng 8 giờ tối. Đọc vào cái giờ đó. Vì sao đọc những giờ đó? Vì cái bộ kinh này sau khi thầy hội tập năm 2015 cho đến nay đã có khoảng 40.000 người đọc tụng bộ kinh này trong khoảng 3 cái thời gian đó là chính, sáng, chiều và tối. Cho nên khi chúng ta cùng nhau cộng tu vào cái thời gian đó, công đức vô lượng. Quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng sẽ chiếu soi và gia hộ cho chúng ta rất nhiều, không thể nghĩ bàn bằng lời nói, hay là không thể dùng giấy bút có thể diễn tả hết được. Cái sự mầu nhiệm của người tụng Kinh Địa Tạng nhiều lắm các con. Các con về có thể nghe lại 102 bài giảng của thầy về Kinh Địa Tạng. Các con nghe 102 bài giảng đó, các con thấy trong có rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, của các gia đình, của những người chưa phải là Phật tử, nhưng khi gia đình họ gặp cái sự cố hoặc là âm dương rối loạn chẳng hòa đó, âm thì hết người này chết đến người kia chết, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục, mồ mả chẳng yên. Dương thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là con cái hư hỏng bỏ đi. Họ đọc tụng bộ Kinh Địa Tạng này, họ giải quyết được cái vấn đề đó. Có những trường hợp như là đứa con trai đang học lớp 10, lớp 11, bố mẹ chỉ cần nói có một cái nhẹ nhẹ thôi, nó bỏ nhà, nó đi bụi đời cả hơn 6 tháng trời. Nó vào tận trong miền Nam. Mẹ đi xem, họ bảo là gì? Đi xem thầy bói, họ bảo là gì? Người thầy thì bảo nó ngã sông nó chết rồi. Người thầy thì bảo rằng nó theo giang hồ nó bị đánh chết rồi. Người thầy thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc để mổ tim, mổ gan để lấy nội tạng để chữa bệnh cho người khác rồi. Nhưng gia đình đó bảo là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đã báo công an rồi nhưng mà tìm mấy tháng không thấy. Nhưng xong rồi có người mách xuống đây, vào chúng cái pháp hội tụng Kinh Địa Tạng 7 ngày từ 22 đến 28 cuối tháng năm ngoái. Cuối tháng năm đó, lúc đó là khoảng độ tầm tháng 10. Sau tháng này khoảng một tháng. Cô ấy đến đây tụng đúng một tuần. Sau đó nghe thầy giảng và cô ấy thỉnh một quyển kinh về nhà tụng kinh, phát nguyện tụng kinh 49 ngày. Để hồi hướng cầu nguyện là nếu mà con còn sống thì nguyện cho con sẽ quay về. Mà con mà chết thì cũng phải biết được tin tức và thấy được xác để chôn cất cho con. Các vị biết không? Các con biết không? Về cô ấy tụng đến đúng ngày thứ 7. Thế tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về và nó quỳ xuống dưới chân, nó xin lỗi bố mẹ nó. Nước mắt của cả gia đình vui sướng trào dâng. Và không chỉ thế mà nó về nó còn hiếu thảo nữa chứ. Nó nhận ra lỗi lầm và nó biết là mẹ nó do xuống chùa tụng kinh, mà nó nhận ra được cái lỗi lầm và nó nói với mẹ nó hôm nào mẹ đi chùa mẹ cho con đi với. Thế là cái pháp hội tháng Giêng vừa rồi Nó xuống đây nó tu cả 3 ngày với mẹ nó ở đây. Và nó vào nó quỳ, nó sám hối thầy. Nó bảo rằng nhờ có Phật Pháp mà con biết quay đầu trở lại, nhờ có mẹ con tụng kinh Địa Tạng á, mà con biết quay về. Và con hứa với bố mẹ con là từ giờ con sẽ không làm cho bố mẹ con buồn nữa. Và nay con cũng hứa với thầy là từ giờ trở đi con sẽ trở thành một đứa con là gì? Hiếu thảo, và tới đây con sẽ đi học nghề. Đó. Ra Tết con hết pháp hội này về, sang đầu tháng 2 con sẽ đi học nghề. Đó. Các con thấy không? Câu chuyện nó, cái việc đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có cái sự mầu nhiệm đặc biệt. Cho nên cái trường hợp mà bạn này bảo mẹ nhìn thấy mơ thấy người âm như vậy, thì thầy khuyên nên đọc tụng kinh Địa Tạng, thầy đảm bảo là gì? Là hết. Đảm bảo là hết.